tới luôn rồi còn mưa nữa. Nó nói tin đúng gió rồi dễ tới lắm. Rồi mưa luôn. Vừa cũng làm. Trời. Khô máu luôn. Quan trọng là cái này nè. Rồi đưa miếng dán nhanh Tùng. Đưa miếng dán nhanh đây. Chạy mưa lên đây. Quậy luôn, mưa luôn. Mày lấy cảnh này mới tốt mày cu. Lấy con dán đi. Rồi đây. Em yên tâm. Mày mất nói gì mà tao cái cùng mày. Mày làm tao yếu chim rồi đó. Rồi, cột cái khế lại đi. Mạch lại đi đàng hoàng đi. Đó, ok. Rồi. Coi như em chưa nói gì nha. Trời chú ơi, cái điện thoại này cũng đã bắp lắm rồi. Nhà đây ra mua cái điện thoại này chuyện vài triệu vậy. Mua cái trang gọi luôn. Rồi có cái chức năng á là nó ổn định cái video mình nè. Rồi nó quay xa quay gần được nè. Thêm cái nữa là nó đẹp. Mà nó hao pin quá. Điện không có mày. Không biết đó. Sao này tắt luôn đó. Anh nghe thật gì không hỡi em, con chim nó hót trên đầu. Tim đêm hót trên đầu, hót đi chim, hót đi chim. Thôi làm chim hót anh vui à. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó hót trong vườn hoa. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời một quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời. Tính nghe ông nhạc sĩ mà ông chế bài hát một con chim đó chắc ông cũng mê chim lắm nè. Cái mê chim không chế được. Chắc buổi chiều cũng đang ngồi uống phê bạn bè sao có chim nó bay ngang chứ. Có chim chim nên thành bài sáng tác rồi con chim liền. Có lâu đời rồi mà. Em biết cà phê lúc nào có chưa? Thì thời Pháp á lâu lịch có phê đó. Cái em này lắm đó làm sao anh chụp được. Về tới ra người Việt Nam mình quá thông minh. Cái gì mà vô nhập vô một cái hay nào mà thấy được là phổ biến liền.
cái nào không được là tùy để chai liền. Như càng xa đó cũng hợp pháp liên qua chứ đâu. Rồi tới cái không được rồi thôi bỏ. Em cà phê qua trồng cái được ok giờ không cái đầu cao su đủ cao su quá chớ liền giờ đồng tiền cao su con pháp không thật cấp để lại không tự nhân đóng luôn trồng luôn chơi luôn. Khách xây nhà thì Việt Nam xây đường hầm cái dãy đó đường nào thắng Việt Nam nữa mấy cha tôi này tốn tiền xây dựng còn cái này phét lên đất khách vừa bán đất vừa để xây nhà luôn chế được cái hầm để xe luôn. Vậy đó. Đi giữ các bạn nó sợ mình có đéo con nào ngu cái gì đéo con nào khùng như Việt Nam. 4-10 nước gặp mà chơi đường hầm. Đường hầm. Chơi gì nổi tiếng. Người gì mới nổi. Nổi rồi đó. Cái đường cái gì nè. Xe lửa gì trên câu cao tốc gì đó bị Trung Quốc chơi hết vố rồi đó giờ chưa có cái chương được nữa kìa hôm qua nó làm xong nó bỏ ngang nữa vận hành chưa vận hành nữa tính tiền chết mẹ luôn không Đức hay gì không Pháp gì qua xe cầu cẩn thận cẩn thận tan nó từ đầu rồi đó. Cái cha tôi cho kỹ sư đi theo học hỏi quốc cầu bị biểu chơi vậy hết chữa sao qua xây dựng cái cầu cho mình xong cái đầu mấy cha đi ăn ké xây luôn rồi nhéo biểu xong cái đầu qua tất cả con thơ luôn gì đó muốn không nam mình không nam kia qua chỉ là coi giám sát trình thôi nó có nước đạt tiêu chuẩn hay không thôi chứ mẹ ông không có làm thì nào làm hết về nó làm nó cắt cái cầu mới thuận là tiền vốn con ta cho luôn ta không có động tới không có đóng thế BOT hay là gọi là qua trạm đi vừa xong cái cầu cái cha tôi đóng cái trạm thu phí. Vậy hỏi ra sao nó bảo trì thì bảo trì thôi chạy luôn chứ đáng lẽ ra cái tiền bảo trì là tiền của nhà nước đưa ra chứ không phải là mà đi thu phí kiểu đó mấy kia nghe nói xong mấy kia thôi khỏi cho nữa đi luôn nhóm thôi là cầu Cần Thơ là chứ ngoài xây nữa rồi anh này chơi cắm ngang là thôi dẹp chơi nữa kỹ sư nông trường lên luôn đưa kỹ sư Việt Nam vô quốc luôn mấy cái bản ghế của ông Thịnh đẩy luôn còn thơ ôi trời quan trọng là gặp cái gì
tắt điện cầu này nữa là không luôn á. Cậu đừng mà bắt cái đó. Nó liền ăn gan với thằng nữa. Thì con mẹ đó. Ừ, lắc rồi đó. Ngay chỗ bên phải kìa. Cái gì? Cái thầy á, thầy thấm á. Thầy thấm đó. Cái thầy nhau nhất của anh. Nhau nhất dần thấm thì xong rồi. Nó bắt nó được rồi, thằng ngự thì quắt vào. Lượng dẹp hạ hết à, nó quắt đầu hết. Hơi xa, như mắt mắt cũng nhiều lắm á. Nhiều cậu lắm. Không, có đoạn hả? Có đoạn nó mất à? Có đoạn nè. Như bánh, bánh thầy đang câu nè. Dẹp bánh thầy đang câu nè. Đúng chưa? Thầy đang xiên, thầy đang cống, lâm mấy tên ơi. Cái thầy nào gần nhằn nhất thì khỏi bắt. Còn thầy nào xa xa thì bắt. Thầy đang xiên thì mà qua đến 15 phút, 20 phút. Chậm mất rồi nửa tí. Bắt cái nào được rồi. Cái bắt đâu? Giáp canh với miên mà còn mắc. Đi qua dỗ đường này hai đó. Nhậm có đông, nhậm có tay đó. Nó còn rõ đó. Dài chứ. Nó dài mà. Nó kéo qua các cảnh mà. Nó đổ ra biển luôn mà. Sông Tiền, sông Hậu quá thì nha. Ở bên kia cỏ thì đó bên Long An. Long An. Nó bự mà. Giờ có đông mình có tây. Dặm cỏ yêu thương. Ở đầu sông em cuối sông. Đóng sông lắm. Uống chung dòng nước hai đứa mình chết luôn. Để chúng cua nó cao quá rồi. Cao. Cao. Đủ đắt cái kia cho nó kể kể gì tới hơi hết rồi lúc nào tới nè cô ơi tới cũng tới được cái đó rồi mà để nói nha không còn gì hết đó. Mới yêu em rồi em lại đi lấy chồng. Mới yêu em hôm qua hôm nay em nói đi lấy chồng. Rồi nó kia sao rồi nó mất rồi tên gọi điện đó. Đi đi mất hết chứ gì đâu. Giờ mày nếu mà mày đi làm thì mày kêu nó lên luôn. Quan trọng là đi không đủ cho mẹ nó kiếm rồi nó mình dụ dỗ rồi. Mẹ kiểu mệt lắm. 16 tuổi mày sợ nha, 17 tuổi mày sợ nha, 18 tuổi rồi khỏi sợ mày. 25 tuổi rồi. Ừ. Mày thấy mình nói chưa có gia đình. Rồi nó khờ. Tao biết được, không biết được nha. Nhà nó có cơ hội thôi. Chưa, chắc chưa. Nó nói là chuyện nha. Nó gài gài vô. Nó về không có tiền. Anh cũng có tiền đâu. Nói em biết rồi. Biết sao hỏi anh chị. Nói anh bệnh. Nó có tiền, cứ kệ em. Anh có tiền chắc anh muốn. Anh đây có tiền.
ăn ở dưới là không hay là Thank you.
Yeah, anyway.